Hôm nay KT xin review về thiết bị tập Kegel, đó là bài tập nổi tiếng dành cho cơ sàn chậu. Tuy nhiên gần như không thể duy trì việc tập mỗi ngày một cách nhất quán, cho nên công ty Hàn Quốc đã phát minh ra máy tập Kegel này là thiết bị EMS tần số thấp có tác dụng co và giãn cơ sàn chậu và cơ mông sự rung động tác động đến các cơ mông nơi có lớp mỡ dày thiết bị khi gồi tự động sẽ điều trị chứng tiểu không tự chủ đây là tình trạng rò rỉ nước tiểu không tự chủ rò rỉ ra ngoài ngay cả khi bạn không muốn đi tiểu gây bối rối và bất tiện hơn nữa thiết bị này giúp cho cột sống và lưng tăng cường cơ vùng chậu cũng có thể giúp giảm đáng kể các vấn đề về cột sống và lưng dưới đặc biệt là đối với những người bị đau thần kinh tọa khi cơn đau lan từ lưng đến dưới chân thiết bị này cũng hỗ trợ làm giảm táo bón mãn tính. Sau một thời gian sử dụng thì nó có thể giúp nâng mông, một lợi ích phổ biến trong số những người nổi tiếng trẻ tuổi ở Hàn Quốc. Thiết bị này có giấy chứng nhận của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc Korean FDA nha các bạn. Được chứng nhận là thiết bị y tế loại 3, phân loại cao cấp cho các loại thiết bị y tế. Chứng nhận này chỉ ra rằng thiết bị đã trải qua quá trình thử nghiệm nghiêm ngặt và an toàn và hiệu quả và Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA Hoa Kỳ được chứng nhận là thiết bị y tế loại 2. Bài Bài tập Kegel này là bài tập rèn luyện cơ sàn chậu được đặt theo tên của tiến sĩ Arnold Kegel, một bác sĩ phụ khoa người Mỹ tại Đại học Harvard. Và bây giờ khi Katie sẽ review tỉ mỹ sau một tuần mình sử dụng thì kết quả nó như thế nào nha các bạn. Hello, xin chào các bạn. welcome cầm các bạn đến với Katie Food Stories. Hôm nay Katie làm video này là chia sẻ một tin rất là vui với các bạn. Đó là KTV vừa mới trải nghiệm qua cái máy này được một tuần lễ nay và mình thấy rất là hiệu nghiệm cho nên là mình muốn chia sẻ tin vui. Cái máy này dành cho những người khi mà mình hắt xì hay mình ho, mình cũng bị gọi là tiểu vắt nha các bạn. Tức là mình không có control được. Rồi mình khi mình hắt xì cái là mình tiểu ra và những bạn nào mà khuya mà hay đi tiểu vắt giống như là đi liên tục với các bạn thì cái máy này nó sẽ giúp. Và cái máy này ở bên Hàn Quốc là được approve Green FDA approve là class 3. Nhưng mà bên Mỹ là Class 2 nha các bạn Và máy này người ta bán rất là nhiều ở bên Việt Nam hiện tại bây giờ là nó rất là nổi tiếng Tại vì ở bên Việt Nam là gần hơn và Hàn Quốc lại đem qua bên Việt Nam bán Coi uh, như là bán Go Viral luôn là cái máy này Và bây giờ là người ta vừa mới qua bên Mỹ tại vì bên Mỹ phải đợi FDA approve hết Thì khi mà qua bên Mỹ ấy, mình đã thử nghiệm mình thấy thật sự rất là hiệu nghiệm Cho nên mình mới làm video này mình chia sẻ các bạn dành cho bạn nào giống như Katie và cái máy này nó tốt như thế nào mình sẽ chia sẻ từng chi tiết cho các bạn cái thứ nhất đó, đó là tiểu vắt ha là có một cái cô này nhưng mà mình đang xin phép cổ để xin cổ cho mình lên uh, cho mình quay cổ lên sống tức là cổ bị rất là nặng về tiểu vắt là một đêm đó, tức là cổ làm cứ đi hoài đi hoài tới nỗi mà cổ không đi du lịch được luôn tại vì hỏi một chút là cổ đi hỏi một chút là cổ đi cho nên không đi du lịch được luôn các bạn từ khi cổ phát hiện ra cái máy này và cổ thử cái máy này hả trong vòng 30 phút cổ thử 30 phút thôi là cổ mua cái máy này về và bây giờ là cổ đang đi du lịch các bạn thì cái máy này mình nói trước là trong đây là có lithium battery mà không có được đem lên máy bay cho nên mình phải tháo cái cục pin nó ra và mình chó bằng điện mình gắm bằng điện thì mình xài được đó mình mới đem lên máy bay được nha các bạn còn nếu mà bạn ở nhà bạn chỉ cần chó cái này và cái pin nó nó đầy rồi mình thì mình có thể sử dụng được và lưu ý mình phải chó ít nhất là 6 tiếng rồi mình mới sử dụng nha cho nên đêm đầu tiên đó là khi đi đem về là khi đi gắm vào và qua ngày hôm sau ngủ dậy rồi khi đi bắt đầu sử dụng và đặc biệt cái máy này là nhớ nha lưu ý là sử dụng đúng 24 tiếng một ngày một lần thôi ví dụ sáng 11 giờ mình thử nghiệm đi mình làm thì đúng 11 giờ qua ngày hôm sau mình mới làm lại một ngày một lần thôi đừng có làm nhiều lần và ở trong đây người ta xét sẵn cho mình là 30 phút mình sẽ hướng dẫn sử dụng rất là dễ luôn cái thứ hai mà mình thích này đó là những bạn nào mà bị đau thần kinh tọa, đau cái cột sống đi. Thí dụ như khi thi bị nè, à, khi mà mình bị đau như vậy á, là cái xương sống của mình á, làm nó đau từ ở ngay chỗ cái xương sống nó đi xuống cái mông của mình ở giữa rồi nó đi xuống bắp chuối luôn, cái đùi rồi bắp chuối luôn. Là nó đau nhất 24 trên 24 không bao giờ ngừng nghỉ nha các bạn. Cho nên khi mà mình tập cái này nè, mình ngồi lên cái máy này nè, cái máy này chị đang ngồi nè các bạn. Đó. Thì khi mà mình ngồi lên như vậy một ngày 30 phút Sau 5 ngày mình sẽ thấy nó có hiệu nghiệm nha Có người á, là sau 3 ngày là người ta có hiệu nghiệm Có người sau một lần là người ta cảm thấy là nó work Nhưng mà khi, khi chị muốn nói cho chắc ăn cho bản thân của mình là sau 5 ngày Mình mới thấy nó hiệu nghiệm, mình mới thấy thật sự là nó work thật sự luôn Còn đại ca là sau hai lần là đại ca đã thấy nó thật sự hiệu nghiệm Tại đại ca cũng bị xương sống lưng ở bên Mỹ này rất là nhiều người bị bị cái cột sống là biết lý do tại sao là đại ca làm việc ngồi ngồi như vậy hoài mà ngồi một ngày mười mấy tiếng các bạn và ngồi sai position tức là ngồi không có đúng tư thế lâu dài người, mười mấy năm trời thì nó bị các bạn lúc mà phát hiện ra là đã muộn rồi còn khi chi bị là bị đụng xe bị đụng xe bị rất là nặng luôn các bạn thì khi mà vô trong bệnh viện thì người ta làm MRI rồi đó thì cái cột sống của mình nó, nó kẹp cái dây thần kinh ở giữa nó kẹp nó kẹp như vậy trừ khi muốn không bị thì phải mổ nhưng mà mổ là không có bác sĩ nói là không có một trăm phần trăm là sẽ hết bị đau cho nên là không có cái gì một trăm phần trăm cho nên mình nghe mình cũng sợ lắm tại vì có cũng có cái phần trăm là sẽ bị liệt cho nên mình nghe mình sợ cho nên mình thà bị cứ đau 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 như vậy hoài nhưng mà không sao còn hơn là mình có cái cơ hội mình làm rồi mình bị liệt còn sao cho nên là cái quyết định không làm hôm nay là có cái máy này mình thấy nó work lắm các bạn ơi cho nên là thì, thì khi mà mình thử nghiệm xong nó quá mình mừng quá mình mới làm video này chia sẻ với các bạn đây và cái điều kế tiếp mà cái muốn chia sẻ với các bạn đó là nó giúp cho những người nào mà bị táo bón triền miên ở chỗ, cái này là medical device nha các bạn cái máy này nó ở đây cho nên là bạn nào mà muốn thử nghiệm trước khi mua thì cứ ra tiệm cái địa chỉ mình để trên màn hình và ở dưới phần bình luận cho các bạn luôn các bạn nhớ giúp mình cho Katy khi mà muốn ra thử nghiệm á, tại vì cái máy này thử 30 phút ha, thì các bạn giúp mình cho Katy là cho Katy tên và giờ các bạn ra tại vì mỗi lần thử là chỉ có một người mình sợ bạn ra rồi bạn đợi á thì muốn không đợi thì bạn cho kt biết ngày và giờ nha bạn ra và tên hát và số điện thoại rồi cứ gọi vào cái số điện thoại trên màn hình và bây giờ kt sẽ chia sẻ các bạn cái cách sử dụng nha thì trước hết á là các bạn phải chót cái này này ở đây là người ta có cái ổ chót này các bạn thấy không cái ổ cắm này ha mình cắm như thế này nè rồi mình cắm điện vô chỉ như vậy thôi cắm điện mà các bạn lưu ý là phải thấy nó chót điện nha khoảng 6 tiếng nha các bạn sau 6 tiếng các bạn mới sử dụng được thì khi mà các bạn sử dụng á các bạn lưu ý giúp KT là bạn lấy một cái khăn uh, khăn giấy bạn làm bạn tẩm cho nó ấm ẩm như thế này ướt nè còn không á thì các bạn có thể dùng cái baby wipe á các bạn để lên đây và khi mà bạn dùng cái này lưu ý giúp mình cho KT là người ta gọi là bare skin bare skin nghĩa là sao tức là mình đừng có mặt Quần mà mình ngồi thẳng lên đây Nhưng lưu ý giúp mình Katie là khi các bạn ra đây thử Các bạn mặc lê ghiền dùm cho Katie hay mặc cái quần mỏng nha Nếu mà ở nhà đó khi mà mua về nhà rồi các bạn mới dùng cái này Mà không có mặc quần dùm cho Katie Tức là bare skin luôn á Thì mới thử cái máy này nó mới có hiệu nghiệm nha các bạn Và các bạn ơi hiện tại bây giờ là mình sẽ nhờ em Philip Giúp cho mình là ngồi lên trải nghiệm thử nghiệm dùm cho Katie ha Để Katie chia sẻ các bạn là cái cách sử dụng Hello Philip xin chào quý cô chú và anh chị. Rồi, bây giờ nhờ Philip nha. Bây giờ ha trước hết là Philip ngồi lên nhưng mà tại vì quay cho các bạn cho nên là Philip phải uh, mặc đồ như thế này nha các bạn nhưng mà ở nhà giống như mình nói lúc này ở nhà các bạn nhớ uh, mặc uh, không mặc <laughs> hay là mặc đồ mỏng dùm cho khi thi nha các bạn. Ở trong đây cái hướng dẫn người ta cũng chia sẻ như vậy đó. Trước hết là các bạn phải lưu ý làm y chang khi chia sẻ nha, trước hết mình bấm cái nút này 3 ba giây. Đó, 3 giây như thế này. Rồi ở đây nó nổi lên cái số 30 là mình bấm thêm một lần nữa. Bấm lần nữa. Đó. Các bạn nhớ nha, bấm giữ 3 giây. Sau khi thấy cái này nổi lên 30 là mình bấm thêm một lần nữa là nó bắt đầu. Nó bắt đầu sẽ lên. Và bây giờ bắt đầu mình sẽ bấm cái này lên. Lần đầu tiên mình làm là mình làm 15 thôi nha các bạn. Cái nút này cho tới 15 nè. Các bạn nhìn nè. Đó. 15 nghĩa là cái cái số 15 nó vibrate đó và 30 phút sau nó sẽ tắt nó tự động tắt nhưng nếu như bạn không ngồi lên đây là nó sẽ tắt nha các bạn phải có người ngồi trên đây thì nó mới bắt đầu nó rung còn nếu mình không ngồi lên đây mà mình chỉnh là nó sẽ tắt như thế này đó cho nên bây giờ mình làm lại cho các bạn ha đó, rồi bấm thêm lần nữa rồi chỉnh mời Philip đây lên ngồi ha Level mấy cho tới Cái level mức độ rung á là thường thường người ta nói là rất là cao là 90 Nhưng mà mình bắt đầu á là 15 thôi các bạn Mình đừng có làm cao quá mình làm 15 Rồi khoảng dài ngày sau mà mình thấy quen rồi mình có thể tăng từ từ 16 Rồi 17, 18 chứ đừng làm một, một lần vừa vô cái bạn quốc 20 thì nó rất là mạnh nha Sao em thấy nó rung chưa Trời này nó như nó mấy chế độ chị bắt à. đầu là nó giật 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 giật, giật. Đó, cơ nó giật giật và bây giờ nó đang rần 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 nó phát ra cái dòng điện á ừ. Kiểu cái này giống như là nó cái một cái dòng điện nhẹ mà nó kích thích vô cái cơ mông á. nhưng mà em cảm thấy nó có đi vô cái xương của em không em từ từ đó. nha cảm nhận tại à, vì đây đây là lần đầu tiên philip trải nghiệm nha các bạn cái máy lạ không lạ quá cái chi trải nghiệm không ra nhưng mà muốn quay để cho chính xác là quay cho người nào mà chưa bao giờ trải nghiệm cho nên là cho philip lên bởi vì nghe chị nói cái gì mà nó 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 mới mà nó hot dữ mà bắt buộc phải quay riêng cái này trong một riêng một cái video mà đây là lần đầu tiên philip thấy mà à. một cái máy đầu tiên mà trải nghiệm lạ vậy luôn đó. rồi ha em ngồi đây 30 phút tại vì philip cũng bị cái xương sống cái cột sống của Philip cũng bị đau đúng không? Dạ đúng rồi ở trước làm nhà hàng bưng nặng á cho nên là nó hay đau cái 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 đốt sống ở dưới cột sống ừ. Dạ, mà cái cột sống ngay thắt lưng á mình qua Philip thì mình cũng chia sẻ các anh chị em cô chú là đừng có ý y là mình có sức mạnh rồi mình khiên đồ nặng đừng bao giờ nha cho dù mình có sức để mà mình khiên đồ nặng nhưng mình cũng đừng làm như vậy mình nhờ ai khiên phụ mình tại vì mình khi mình cố gắng quá sức mình khiên á thì nó sẽ lâu dài nó ảnh hưởng cái lưng mà mình không biết mà một khi ảnh hưởng cái lưng rồi nó rất là khó chữa. Khó Tới chịu bây giờ đấy. là Philip vẫn chưa chữa được cái cột sống đúng không? Chưa. Giờ à. cái cột cái thắt lưng là bị cứ đau âm ỉ sáng dậy là nó cứ đau. Rồi vậy là chị bán được cái máy này cho Philip rồi đó. <cười> <cười> đúng mua, không? Mua thử về thử liền tại vì cái này em thấy nó nó gọi là nó rung bên trong bên trong cái cơ bên trong của mình luôn đúng rồi gọi là nó rung ừ. ở phía trong phía của các bạn tức đó. là từ cái xương rồi tới cái muscle cái cơ ở trong luôn ừ. đó lý do tại sao mà người ta nói là cái máy này là được được approve FDA approve ha và ừ. nó là medical device ừ. rất là khó được một cái medical device mà được FDA approve phải có chứng nhận và phải nó thật sự work nó thật sự hiệu nghiệm thì người ta mới approve được ừ. à, thì em thử đi thì cái máy này rất là nhiều bạn sẽ muốn thắc mắc là cái máy này nó trị giá là bao nhiêu ở bên Việt Nam hiện tại đang bây giờ là bán 2007 ở bên Hàn Quốc cũng như vậy có chỗ bà bán 3.000 mà không biết tại mình không biết lý do tại sao có thể là có chỗ khi mà bạn nhập về số lượng nhiều á thì cái giá thành đó, nó sẽ thấp hơn chút thì cái tiệm đó sẽ bán cái giá thấp còn khi mà nhập số lượng ít á, thì cái giá nó sẽ cao nhưng mà khi chỉ có xin với công ty đó là cái máy hiện tại bây giờ là bán đúng 2 ngàn thôi tức là giảm 700 trăm nhưng mà chỉ trong vòng có vài tuần này thôi các bạn khi mà cái đợt ship mình tới thì công ty phải tăng lên giá ngược lại là 2 bảy chỉ cho promotion cho vài tuần này khi mà hàng mới về thôi thì cái ty sinh được như vậy còn bạn nào mà à nếu như bạn nào mà mua trả tiền credit card hay là cash tiền mặt hay là gel đi ở đây có nhận gel check Venmo credit card cash thì nếu mà bạn trả như vậy đó, là khi sẽ tặng cho bạn một hộp một chai xâm như thế này xâm này rất là tốt cho sức khỏe cho các bạn cái xâm này nó sẽ giúp cho các bạn là ngủ ngon nè và nó cho mình nhiều năng lượng và nó sẽ giúp cho mình đỡ đau cái cơ nữa nhất là cái cái mấy cái khớp tay mà ngủ dậy á các bạn lúc mà mình ngủ dậy mình hay bị co vậy rồi mình phải gỡ từng ngón á thì sau khi các bạn uống 4 ngày nó sẽ giúp cho các bạn là cái mình không có cần không có bị co tay như thế này khi ngủ dậy nữa mà nó thẳng như vậy nha các bạn đó là cái xăm này rất là tốt cho nên là khi đi sẽ tặng cho các bạn một hộp xăm như thế này khi mà các bạn mua trả liền một lúc ha và mấy chị em nào mà có nhu cầu thì KDT sẽ tặng tặng cái này ví dụ như bạn không mặc áo dài đi bạn lấy bạn tặng cho ai đó thì KDT sẽ tặng cái này đó là KDT tặng thêm chứ công ty không có tặng nha các bạn thì hay là áo bà ba bạn có thể chọn áo bà ba áo bà ba thì mình có nhiều kiểu khác nhau và nhiều màu lắm các bạn ơi đây nè đó đây là tặng thêm nha các bạn đó là tức là một chai xăm một hộp xăm như thế và áo bà ba hay là áo dài tùy theo các bạn chọn nha và free ship toàn nước mỹ nha các bạn đó là nếu mà bạn trả liền còn nếu mà bạn trả góp á, thì trả góp không tiền lời cho 12 tháng nha các bạn và nếu như bạn nào không chọn áo dài, áo bà ba thì không sao hết Không có được giảm giá Tại vì cái giá này là giá công ty Và KT chỉ tặng này muốn tặng thêm cho uh, những viewers Những bạn theo dõi KT thì KT muốn tặng thêm thôi Còn bạn không có mặc hay không có lấy cũng không sao nha Và các bạn ơi, các bạn lưu ý là cái máy này là 2 ngàn Các bạn lưu ý là khi mà các bạn trả off, trả liền Thì sẽ được tặng hộp xăm và uh, tặng luôn áo dài hay áo bà ba đã chưa bao giờ tìm thấy một cái điều nào như vậy đúng Rẻ không? Quá, vừa à. vừa giúp cho bơ, bơ mông của mình mà vừa được tặng uống bên uống bên trong cho nó ừ. khỏe nữa. À, chị, em điều. mua đi chị, chị tặng em cái áo ba áo dài à, với là sao? Về tặng cho mẹ. Ờ. À. Ủa, em thấy cái này mạnh đó chị. Đã không? Cái này em thấy đã đó. Ừ. Tại vì cái mông mình mình tập thể dục nó khó lắm. À. Mà bây giờ mình ngồi trên cái máy này em thấy là nó, nó nó co bóp cơ nè. Mấy con mà điện thấy dòng điện nó 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 đi sâu vô bên trong cái cơ mông của mình Hồi nãy là chị chỉnh 15. Đúng rồi. Nhưng mà em thấy 15 nó còn nhẹ, chắc có thể là do em mặc quần. Ờ oh. mới chỉnh lên 20 20, 20 hả? Ồ, 20 22 thì... luôn. Không, cái này 22 phút. À 22, à, 22, là 22 phút à, em chỉnh lên 20. Em chỉnh ừ. lên 20 nó đã lắm. Khi chi mấy mấy bữa nay ừ. á chị muốn tăng lên thì khi chị có tăng lên 20 nhưng mà tăng 20 lên thì nó mạnh quá các bạn. Nó mạnh cho mình cho nên mình vẫn giữ là 15. Ừ, à, mà nó sau... lên tới 90 hả? Mình thử từ coi. lâu đau nha. À, cái này thôi, 20. Chị sợ, chị sợ. 20 là nó mạnh là đó. Được, được, Thôi, để một lát đi. Một lát khi mà em leo xuống rồi chị chỉnh thôi có tới 90 không. Ừ, cái này Thì bây giờ đó. đợi. Cái này thấy chắc em nghĩ nó work á. Tại Ủa, vì chứ nó, sao không? Tại nó, vì chị sai rồi. Nó thật nó nó, nó nó gọi là nó kích thích á. À. Nó kích thích sâu vô trong cơ của mình luôn á. Sâu ừ. và kích thích vào trong cái dàn kinh luôn. Ừ. Thường mà mấy cái dàn kinh mà nó nằm phía sau cái lớp cơ á lớp mỡ, lớp da lớp mỡ tới lớp cơ và tới dàn kinh đúng không ừ. thì thường mà mình bấm huyệt cái là nó nó không sẽ không kích thích bằng nhưng mà em thấy cái máy này nó rung nó phát ra dòng điện nó kích thích cái dàn kinh bên trong cái mông cơ mông mình luôn á và các bạn ơi số lượng có hạn tại sao Tại vì mình đem về trong tiệm nhưng mà số lượng có hạn Người ta không có đủ cung cấp cho tiệm các bạn Cho nên là nếu mà bạn nào có nhu cầu ra đây thử Còn nếu mà bạn ở xa bạn có thể google Bạn research về cái máy này Mình sẽ để cái máy, cái tên máy và cái link ở dưới phần bình luận Cho các bạn xem về cái máy luôn Bạn gọi lên google gõ rồi bạn tìm hiểu xem về cái máy này Phải cái giá của nó thì hiện tại trên thị trường là 2 bảy không nha Nhưng mà tiệm Gachi là chỉ bán có 2.000 thôi nha các bạn Wow, thấy đã đó chị, đã, đã. không? Quý anh chị cô chú là nhất định mà có problem về dàn kinh hay mông nữa nhất định phải ra đây thử nha. Ừ. Tại vì em thấy nó rung mạnh lắm. Mới chỉnh 20 mà rung đã đó. Thì đó. Ừ. Đại ca xài Đang cái này đó. ha, đại ca xài sau hai ngày đại ca nói trời nó ướt. Không nghĩ là nó ướt nhanh như ừ. vậy luôn mà đại ca là nặng bị đó. dây thần kinh ngay chỗ cái ở phía sau lưng á các bạn là bị nặng lắm luôn tức là mỗi lần ghênh gì hả là đau buốt luôn bây giờ đại ca đau khi nặng cái rồi. này mà em nghĩ nó kích thích dây thần kinh vậy là tốt rất là tốt cho mấy cô chú mà bị không có cần được cái tiểu đi tiểu đúng rồi đúng rồi dạ Để... à. có cái cô kia hồi nãy philip không có đây có cô kia là cổ đang bị vấn đề bị nặng đó ừ. cổ không có đi đâu đâu không du lịch được vậy ừ. mà cuối cùng cổ mua cái máy này xong bây giờ là cổ đang đi du lịch đó vâng, wow. yeah, cô đang đi du lịch, là mấy người hay bị nhưng mà đang xin phép cổ để à. cho quay mà không biết cổ có à, đồng ý không <laughs> yeah. em nghĩ cái này là quét quý cô chú anh chị nên ra đây thử ừ. một lần cho biết tại vì cái này máy này em thấy nó mới quá mà nó quá rẻ để mà chữa cái ừ. bệnh đó này nó quá rẻ các bạn ừ. mà đáng vậy còn được thử miễn phí nữa cứ ra đây thử nha các bạn ra đây thử xem thật sự nó có phải là vibrate tiếng Việt gọi là gì nó kích thích cái dây kích thần, thần kinh thần. ở trong như là cột sống của mình. Nó không phải kích thích ngoài da hay cơ không mà nó kích thích sâu bên trong, trong cái dàn kinh phía phía sau luôn. Ừ. Tại cái lớp cơ mông của mình rất là dày. Mà để có một cái máy mà nó không có bị đau mà nó vừa kích thích sâu vào thần kinh của mình là cũng hơi khó kiếm á. là bị cái vấn đề này ha, đau ở chỗ này ha, rồi nó chạy dài xuống đây là triền miên luôn. Ai mà bị ừ. rồi thì mới hiểu cái cảm giác đó nó không bao giờ hết hết trơn nó cứ bị âm ỉ âm ỉ hoài thì cái này em nghĩ mình bỏ trên giường mình nằm xuống cũng được được thì người ta à. nói là mình bỏ trên giường mình nằm nhưng mà miễn sao ừ. cái mông của mình phải, mình phải ở ẩn phải ịn vô ừ. và mình không có lắc lư lắc lư tại vì sao khi mà một khi cái mông của mình mà nhúc nhích đi ra rồi đó ừ. thì nó lại tắt cái máy này nó tắt cho nên mình phải nằm như vậy mình nằm mình đọc sách mình coi video mình coi phim nó ừ. cũng được wow. mình đâu cần thiết phải ngồi hay ngồi làm Điện việc quá. hồi sáng này là chị ngồi vừa làm việc vừa ngồi lên trên này nè đó vừa ngồi làm việc nhưng mà ngồi oh. trên giường chứ không phải ngồi trên ghế nha mình để mình dựa vô giường mình ngồi đó thì trời ơi, 30 phút qua mình nói ủa sao nhanh như vậy nó qua rất là nhanh thấy đã đó đã ha thấy nó kích thích nó tuần hoàn cái lưu thông tuần hoàn máu của mình mà thấy sướng đó Ừ. mà nó có nhiều cái mức độ khác nhau. Đúng rồi. Thấy giờ được. nó nó tới mấy mức độ luôn. Tức là như vậy, lúc đầu là nó nhẹ nhẹ nhẹ, nhẹ xong nó rung cao được. lên, xong cái nó đi xuống à. nó nhẹ, nhẹ 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 rung cao lên, nó Đúng cứ rồi. làm như vậy á. Thay đổi, tầm à. nó thay đổi cái cách hoạt động. Nãy giờ nó rung nhiều à, nhiều kiểu khác nhau á thì Chứ à. không phải nó một kiểu không, ừ. một kiểu nó, nó mình ngồi hoài nó chán mà cái này nó rung nhiều kiểu khác nhau. Em để ý chi tiết dễ sợ luôn. À, em, em cũng mê mấy cái máy mê cái, mấy cái máy này mấy này cái không? máy điều chữa trị rồi á Philip là nhiều máy lắm nhiều máy là, của Hàn Quốc lắm là ảnh coi như là collect nhiều máy khác nhau để chữa cái sóng lưng đó mà lưng. bây giờ hỏi thiệt là trong tất em cả các đó. máy là em thấy cái máy này làm thấy sao cái máy này mạnh á mạnh phải không mạnh, mạnh hơn mạnh. cái máy của em đang ừ. có đúng không thấy mạnh hơn á ừ. cái máy của em là uh, không có làm sâu vô bên, bên trong mông, mông được đúng rồi ừ. chị cũng thử rồi nó Nhưng ở mà ngoài cái máy này là nó không có làm đau không nó mới làm đau mà nó kích thích mạnh vào sâu bên trong cái dàn kinh của mình. Ừ. Cho nên máy này rất tốt cho quý anh chị cô chú mà mà mà, mà tiểu mà không control được á. Chứ là hắc xì em ơi, có nhiều tại phụ nữ mà khi mà sinh con rồi đó là sẽ bị cái vấn đề đó không chữa được luôn các bạn. Cái vấn đề không chữa được cho tới khi mà có cái máy này. Thì sau khi mà mình dùng 5 ngày rồi đó thì bây giờ mình cảm thấy là mình khi mà mình hát xì hay là mình ho đó các bạn thì mình không còn bị nữa nhưng ừ. mà tùy theo cơ địa mỗi người nha giống như khi chi nói đó, là có người là ba ngày là đã chữa rồi có người là giống như khi chi là 5 ngày nhưng mà có người có thể sẽ lâu hơn tùy theo cơ địa của mỗi người nữa thì bạn có thể tới thử đi thử mỗi ngày cũng được nữa nha các bạn cứ ra đây cho khi chi biết giờ rồi các bạn ra đây thử mỗi ngày xem sao yeah. nhưng mà giống như là trong cuốn manual cuốn sách người ta có nói là muốn thử cái này muốn chắc chắn là nó thật sự work thì không có được mặc quần à. cho nên nhưng mà ở đây thì các bạn không có thử gì được khi mà các bạn ra đây nhớ mặc quần le ghiền cái loại le ghiền là loại mỏng hay là mặc cái quần mỏng đó, các bạn ra đây thử giùm cho thi ha ừ. cái này á em nghĩ để mình Mình để cái bàn chân lên cũng được á yeah. chưa thử bàn chưa thử. chân luôn Đại nhưng gì? mà không biết có đủ cái độ đó. nặng để mà nó, nó làm việc không ta nó rung cái cái em nghĩ cái bàn chân của mình mà bị mỏi đó. nó rung á Lát thử đi. Bây giờ thử Thử luôn hả? <laughs> em phải thử hết 30 phút. Tại à, vì... Khi muốn 30. cho một cái liệu trình của nó là 30 phút. Yeah. Để cho em thấy cảm nhận nó như thế nào. Nhưng ừ. mà dĩ nhiên mình không có đứng đây nói chuyện 30 phút. Bạn yeah. sẽ chán. Và bây giờ mình fast forward 30 phút ha. Okay. Em ngồi ở đây đi ha. Yeah. Rồi. Rồi cái đến là... Sau 30 phút rồi đó, Bây giờ là mình sẽ cho... Philip làm ở trên cái chân này thử nghiệm đầu tiên. Mình không biết là nó có work hay không. Philip này là trải nghiệm đầu tiên luôn á, là cưng bấm ba là ba giây đúng rồi, bấm lấy tay ra, bấm cái nữa. Rồi, bây giờ chỉnh 10. À. Và bây giờ là Philip thử nhưng mà phải để hai cái chân chính giữa như vậy đúng không? Và đúng đè rồi. đè nó xuống đúng không? Đè nó xuống. Tại vì nếu mà bạn không có cái sức nặng á thì nó sẽ không có hiệu nghiệm nó không có work nha các bạn Trời mình này. phải đè lên đã không nó, nó cái này sao ra nó không phải là massage bình thường đâu mà nó kích thích vô trong bên trong cái cái chân của mình á giống ừ. như là cảm giác kích thích sâu ở bên trong cái chân của mình á hả vậy mà à. nó, nó 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 chắc gì cũng phải thử quá đó, nó nó, nó, ừ, nó giống như nó kích thích cái huyệt của mình rất là mạnh Ôi chắc cái này không ừ. biết mình có làm được không ta em Nói thấy được không tại vì, đó, vì mà. lúc mà mình đọc menu người ta không có chỉ mình làm cái này các bạn cái này mà nó work là chắc cái công ty sẽ cảm ơn Philip lắm luôn đó, Tại vì cái ừ. này thật sự mà nói là người ta chỉ phát minh ra để để cho cái bàn tọa thôi Chứ không có ừ. làm bằng cái bàn chân <cười> <cười> Mà em, Philip là chuyên môn ha à? Nhiều lúc mà phát minh ra nhiều cái mình không ngờ luôn á Tự nhiên làm cái này xong mình đạp hai cái bàn chân lên để cho nó massage Sao, em thấy sao? Cái này đã đó chị, cái này á, em thấy nó không phải là massage bình thường đâu nha quý vị ha cái này là nó kích thích cái dây kinh tại vì cái này là dòng điện nó kích thích bên sâu bên trong cái bàn chân của mình á giống ừ. như là nó, nó bấm huyệt là thu xa rồi tại bấm huyệt là nó chỉ bên ngoài thôi cái này á, là nó phát ra dòng điện và nó kích thích vào dây kinh nó lên tới đầu gối luôn nè à. cho nên cái này em nghĩ nó nó sẽ kích thích tuần hoàn máu rất là mạnh cái này và cái này em chỉnh nó lên tới 20 22 tại vì chân nó dày hơn à. thì, thì em chỉnh nó lên tới 20 22 và quý vị nhớ là khi mà cái 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 khăn nó nó khô á là mình phải thấm nước lại để ừ. cái này nó cái khăn nó ướt á, ừ. thì á mình, mình nó mới kích thích, kích thích à? được cái, à. cái cái dòng điện nó mới mới kích thích được và phải chậm chân lại để mà mình nó giữ cái máy nó hoạt động bình thường ừ. mà, như là mình phải có cái cái nặng đúng cái, không cái... Cái, cái cái mình che nó lại á, không? chứ không mà, thôi mà mình nhẹ nó để nhẹ. hai cái bàn chân lên là nó, nó không có nó sẽ bị tắt để chị sẽ gọi điện thoại hỏi ông chủ coi tại vì nếu mà thật sự cái này mà nó Ờ uh, nó work cho hai cái bàn chân và máu huyết lưu thông ngay chỗ cái chân á thì kêu người ta đưa cổ phần cho em một ít cổ phần tại vì em phát minh đã, trong cái men đâu có kêu làm hai cái bàn chân đâu trời tại vì cái bàn chân của mình á thường là nó sẽ điều trị được rất là nhiều cái cơ quan ở trong nội tạng của mình uhm. cho nên cái này á là dòng điện nó sẽ kích thích các dây kinh tập trung các dây kinh ở dưới bàn chân của mình ừ. và em thấy nó rất là đã rất bây là giờ chị gọi liền để con người ta bắt hôn không ừ, chị gọi, gọi liền coi rất là đã <laughs> nó kích thích giống như huyệt bên sâu bên trong luôn á ừ. À, vậy hả mà nó kích thích cái bên trong cái chân dây kinh của mình xuống lắm quý vị quý cô chú anh chị nhất định phải ra thử cho biết nha tại vì thấy rất là đã hello hello Daniel this is Katie Uh, yes, I maybe. just yeah, uh, I just wondering. I'm testing the uh, device right now, the medical device, and yes. I just wondering. Uh, right now, you know, when we talk about it, I read the menu. I only test on my bottom, <laughs> but I haven't uh, tested the foot yet. So I just wondering if it's working as well. Yes, uh, you could you could not only work on the uh, uh, pelvic floor muscles. Also, you could uh, put your feet um, there, and then the circulation will increase and it will reduce the uh, swall swallowness. You know, mm -hmm. mostly uh, uh, old people, when they stand a lot, when they walk a lot, their feet kind of swallow, and it will reduce the swallow when you use the feet. Um, oh. And you could also put your legs. Leg. And then you uh -huh. would yeah, definitely increase the blood circulations. Leg is like a second um, heart. Uh, uh -huh. There's a lot of, um, you know, the uh, connection and veins and nerves and all that. So uh -huh. it's definitely give you a really good um, um, exercise. Oh, so leg, foot, uh, bottom, and, yep. and what and back, back as could, well? Yeah, you could also put your abdomen, stomach. Oh wow! And really? those people who wants to make the uh, six packs and also it vibrates and contracts, release your stomach, uh, reduce your stomach, and also it gives you better circulation on your body too. Is it on the menu? Uh, it doesn't say on the on the manual manual shows only precautions and how to use mm -hmm. but definitely you could use these uh different parts of your body okay thank you so much i'm so i'm so sorry to bother you at this time no because problem. it's no kind of late okay thank you have a great night okay okay thank you thank you and bye bye okay, bye bye Wow, hay quá ha Các bạn ơi, tại vì bây giờ mình quay cái video này là nó trễ Nó cũng 8 giờ tối các bạn, 7-8 giờ tối Cho nên là mình gọi mình gọi gấp cho người chủ Thì người chủ nói là cái này á Tuy là không có nói ở trong cái menu Nhưng mà cái người chủ nói là mình có thể bỏ cái chân mình lên đó, Giống như Philip vậy đó, hay, giỏi Là nó sẽ, thí dụ như cái, cái bắp chuối của mình mà bị sưng đi mình đi bộ nhiều nó bị sưng thì mình có thể bỏ cái chân mình lên như vậy nè yeah. thì nó cũng giúp cho uh, giảm bớt cái sưng ừ. và nó sơ cơ cái máu của huyết nó tuần tuần hoàn rồi có thể là để bắp đùi được bắp nha đùi. rồi cái lưng cũng được nha ừ. à, rồi ông nói là muốn có sáu muối thì để để cái bụng mình. nhưng mà mình không biết mình không nghĩ đâu Tức nhưng là mà nó vibrate ừ, nó làm, vibrate làm, làm cái, cái 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 bụng cho mở nó nó tay đi nó tương tự cái chức năng này à. thì cái máy cầm tay nhỏ thì mình khi mà mình nó, nó phát ra dòng điện thì cái à. máy này em thấy để thử nghiệm là nó giống giống vậy đó nhưng mà cái máy này thì nó mạnh hơn và cái diện tích của nó rộng hơn à. thì cho nên khi nó mà mình để ở mình đỡ phải cà cà ha Đúng mình rồi. để một chỗ mình, mình hơn. để một chỗ và nó ừ. diện tích nó rộng hơn thì nó hết cái bụng luôn thì nó cũng tay cái, cái này mục đích của cái máy này phân sành máy này là nó nó kích thích dây kinh và nó ừ. kích thích cái cơ cho cho cái cơ mình nó co bóp vậy nè À. nhưng mà chị thấy cái này là chị thích làm gì bông cho cái mông của chị với là cái, ừ, chân. cái chân còn cái bụng mỡ thì khoan đi mình chưa có thử em để, thấy để, à, em để với chị thử nó rồi. đã hơn cái ghế mà xa bình thường là tại vì nó kích thích cái giàn kinh đúng và rồi. Cái làm cái cơ mình nó co thắt mạnh hơn á ừ. nó, nó wow. rất là đã thích ha ừ. nếu em nghĩ nếu mà làm cái này xong nửa tiếng là cái chân của mình nó nó, nó, nó gọi là uh, bước giống như bước cái trên không vậy đó ừ. ok ừ. vậy là em chịu đúng không chịu quá lấy Tụi cái này lấy, phải không? lấy cái máy này á để cho nó kích thích dây nó... kinh đã lắm nhất định quý anh chị cô chú phải ra đây thử thử nghiệm xong coi nó xuống như thế nào nó đã như thế nào thì chị cũng lấy một máy luôn để nhanh ừ. xài các bạn em nghĩ là chị nên mua thêm một cái để mông và một cái để chân để cho quý anh chị thôi cô, chú chị để... không có giàu <laughs> vậy mình coi vậy chứ mình vừa đủ ăn đủ mặt thôi à. không, chứ không có giàu em, đâu mà được kêu hai, hai cái lấy hai cái luôn để mà một cái để mong một cái để chân cùng lúc nửa tiếng họ mất công mình thôi mình... đại gia có khác à ừ. tại vì cái này ơi. em thấy nó, nó cũng giá ok đó, tại đại vì đại gia có khác bốn ngàn mà mình vừa điều trị được cái chân mà mình vừa điều trị được cái mông tại những khi em ngồi cả ngày à. và đứng cũng đứng hoài thì hai cái đó ai, là problem của của con người của mình đi làm đứng và ngồi là nó sẽ tạo ra bệnh nghề nghiệp đúng rồi ai cũng có bệnh nghề nghiệp giống gì? như làm neo đi làm neo ừ. là bị đây ngồi vậy đây nè là bị đây đúng em rồi. em gái của kem chi á là bị đây nặng lắm không có chữa ừ. được đi karate rồi hay gì cũng chữa không được mà không chừng có cái này là chữa được nha được các bạn đặt ừ. cái tay vô cái máy nha đặt hai ừ. cái bàn tay vô mình vô cái máy mà phải đè nặng kìa em đề ơi nặng tay thấy hai hơi, khó. Nó hơi khó, đó, hơi khó ừ. đó. cái chân cái nó chân có và cái mông cái okay. sức nặng thì được, cái ừ. tay hơi khó. này em chịu mấy này rồi đó, em mua hai cái, một cái để chân và một cái để mông để tiết kiệm thời gian. Tại vì được, một, thời một... gian của em là vàng bạc thôi biết ừ, rồi. thời gian là vàng là kim cương What? mà đâu phải bạc nữa. chị luôn cứ nói bạc. trời, uh, thời gian là kim cương <cười> đúng <cười> rồi. Là, là kim cương là vàng. À, cho nên là mình phải mua hai cái. Mà thấy ok, tại vì cái máy này mình xài năm này qua năm kia phải không? Bảo ừ. hành một năm hả chị? Cái này hả? Đâu có. Không để giấy nó cũng work hả chị? Thôi để giấy đi, người ta dặn mình để giấy thì mình cứ để giấy đi. <laughs> Rồi bây giờ khi chi vừa mới nói chuyện với công ty là Công ty nói là bình thường là chỉ cho 12 tháng yeah. warranty. Nhưng vì mình làm cái này cho nên công ty cho đặc biệt hai năm warranty nghĩa là sao? Wow. Nếu mà nó bị cái vấn đề gì, ví dụ pin hay là cái gì đi mà vấn đề gì người ta sửa không được người ta đưa bạn cái máy mới luôn wow. là trong vòng 2 năm Đã quá gì. Nhưng mà sau 2 năm nếu mà bạn xài hư hay là bị gì bạn làm rớt hay bị xài hư cái gì bạn gửi về người ta sửa người ta phải chót tiền. Ừ. Đó mình nói rõ trong video này luôn nha. Đó là người ta sẽ chót tiền bạn nếu mà sau 2 năm bạn mua là người ta sẽ cho tiền nếu mà mình làm ừ, hư. người mà ta sửa. Thấy có hai năm mình xài có hai ngàn mấy, người ta cũng rẻ đó. Quá rẻ. Quá rẻ luôn. Dạ. Yeah, để để mà chữa bệnh à. như vậy. Để chừng với lại cái mông quá. Rẻ. Và các bạn lưu ý ngoài những hỗ trợ trên đó, thì ở giới trẻ nhất là những giới trẻ bên Hàn Quốc, đó, người ta dùng cái máy này để giúp cho nó nâng mông. thì sau một thời gian sử dụng khoảng 3 tháng, thì cô người mẫu này có chia sẻ và cổ chia sẻ sau 3 tháng cổ sử dụng là nó nhìn như thế này này các bạn. Đó, before, and after. Bây giờ ở bên Hàn Quốc những người mà uh, nổi tiếng trẻ tuổi ở Hàn Quốc có dùng cái này rất là nhiều luôn các bạn ơi. Thì cái bài tập Kegel này là bài tập rèn luyện cơ sàn chậu được đặt theo tên Tiến sĩ Arnold Kegel, một người bác sĩ phụ khoa người Mỹ tại Đại học Harvard. Bài tập này gồm đặt gồm việc là thắt chặt cơ thắt hậu môn trong khoảng 4 giây rồi từ từ thả ra nên thực hiện bài tập này 3 lần một ngày một cách nhất quán. Tuy nhiên việc duy trì các bài tập Kegel một cách nhất quán và có chủ đích có thể là thách thức đối với nhiều người. Đó lý do tại sao người ta uh, chia sẻ các bạn người ta làm cái thiết bị này ra để giúp cho mình. Thì cái này nó mình có thể điều chỉnh được từ 1 tới 99. Ngay cả ở cường độ thấp là 15, bạn có thể cảm nhận được các cơn co thắt và thư giãn mạnh mẽ của các cơ vùng chậu. Sau một ngày bạn có thể bị đau nhức cơ khi kích hoạt các cơ không hoạt động. Khi các cơ khỏe hơn bạn có thể tăng dần cường độ. Và sẵn công ty nói với Khỳ Chi luôn nè. Đó công ty gửi cho Khỳ Chi nói là Khỳ Chi mình đang có promotion mới cho cái máy uh, máy dạ làm cà nám, oh, yeah. máy cà nám nè, Dạ. À. Yeah. em em cầm giúp chị nè. Này. Này, lắm thôi, lắm. mình phải nói cho đúng chính xác em cầm giúp chị để chị nói cho đến chính xác. Yeah. Đây là máy cà nám. Cái khi chị bị cái vết đồi mồi ở đây nè, nhưng mà mỗi ngày mình xài này là đúng mỗi ngày, ha. Một ngày mình xài lần thôi, đừng xài nhiều. Cứ cách 24 tiếng là mình xài một lần. Thì trong vòng có một tuần lễ là nó đỡ, nhưng mà sau một tháng là nó mờ đỡ lắm luôn các bạn. Và cái này là ngoài cà nám nhẹ nhanh chứ không phải là nó hết trị hết đâu. Nó giúp cho Kitty đỡ cái nếp nhăn. Đỡ cái nếp nhăn ở sau cái đuôi mắt đó các bạn. Khi mà mình cười á thì nó sẽ giúp. Nhưng mà phải xiên. Cứ mỗi ngày mình phải làm đây. Đó. Cái này cái máy này hổng ra mình bán được lắm. Từ lúc mình mở khai trương tới giờ bán được lắm các bạn. Thì trong đây nó cũng xếp cho mình khoảng 4 phút. Một vùng. Một, hai, ba, bốn. Rồi làm vùng cổ nữa. là Đó là giúp cho cái nếp nhăn. Và mấy cái đồi mồi tàn nhang nám thì cái máy này á là đang có promotion là 4.999 ha nếu như bạn trả cash check credit card hay là trả góp trong 12 tháng bạn sẽ được tặng một cái hũ kem 1.200 wow. cái hũ kem này 1.200 rất là đã luôn nha bỏ này lên nha khi mà bạn sử dụng bạn bỏ này thoa này lên rồi mới sử dụng da yeah, bạn rất là đẹp Xài xong một thời gian bạn th sẽ thích. Nhưng mà cái hũ này đang có promotion luôn, 1.200 xe còn 600 là ở tiệm chi cũng có nha. Nhưng nếu mà bạn mua 18 tháng cũng tặng cho cái hũ kem 1.200 luôn ha. Và nếu như bạn mua cái máy này, à cái máy mình rất là thích, cái này là nâng cơ. Trời ơi nó nâng cơ mình lên hả, mình thấy rõ ràng cái cơ mặt của mình ha, nó lifting. Nhưng mà dĩ nhiên bạn phải làm mỗi ngày. Đó, mình nâng như thế này nè, bữa mình có quay rõ ràng các bạn thì mình nâng hai bên thì nó cái, cái lâu dài nó sẽ có cái vi shape rất là đẹp Ngày thấy cái da mặt chị nó căng ha căng là cái này nâng cơ là dùng máy móc chứ đúng. đâu phải tự nhiên mà chị đẹp vậy được sao nói chị vậy ghét ghê <laughs> thì dĩ nhiên mình cũng phải chăm sóc da mặt của mình chứ các bạn chứ đâu có để tự nhiên được thì, thì, đúng rồi mình mình không có đẹp tự nhiên mình mình phải làm cái gì đó để cho giúp cho da mặt của mình thì cái máy này á, là ba nghìn nếu như bạn mua trả tiền mặt check credit card hay là bạn làm 12 tháng finance á, thì cái hũ thì sẽ không có tặng cái hũ 1 hai mà tặng này cái này là gel primer 600 cái hũ này 600 sẽ được free nếu như bạn mua mình sẽ ảnh trên màn hình luôn để cho bạn dễ hình dung mình ảnh cái thông tin trên màn hình luôn mua máy này 3 299 tặng hũ này nếu mà mua 12 tháng cái này không có 18 tháng tại có 3 chín cho nên người công ty người ta không cho finance 18 tháng 12 tháng nhưng nếu như các bạn mua một cặp Hai cái này Bạn mua một cặp Và nếu bạn mua một cặp mà bạn trả credit card finance 12 tháng hay trả check Thì sẽ được tặng luôn một cặp này ừ. ha Tức là cái hũ 1.200 cái với lợi 600 được tặng một cặp còn nếu bạn mua một cặp mà bạn finance 18 tháng thì bạn chỉ được tặng cái hũ kem 1.200 thôi. Đó, bạn được tặng cái này thôi, không có được tặng cái hũ primer nha, gel primer. Và nếu bạn muốn finance 36 tháng là bạn được tặng cũng bạn được tặng cái hũ primer này. Đó, mình ghi rõ ràng chi tiết ở trên đây luôn nha để cho bạn tham khảo và lưu ý cái máy mà làm cho mình đỡ đau lưng và đỡ bị bón và đỡ tiểu vắt là cái máy đó 2 ngàn. Và lưu ý giúp dùm cho KT đó là gì? Đó là bạn có thể trả cash check hay tiền mặt và sẽ được tặng một hộp xăm như thế này và áo dài áo bà ba nào tùy chọn ha mình còn size nào thì các bạn chọn size đó và ship tận nhà miễn phí cho các bạn còn nếu như mà bạn mua finance 12 tháng là không có được tặng quà đâu nha các bạn là bởi vì công ty không có tặng này thì chị chỉ tặng riêng thêm cho các bạn mà thôi đó thì các bạn gọi vào số điện thoại mình để trên màn hình nãy giờ các bạn cứ gọi vào và ra đây ra đây nhân viên sẽ làm cho các bạn sẽ cho các bạn chứng minh cho các bạn thấy là cái này nó hiệu nghiệm lần đầu tiên mình dùng để cho nó là mờ vết nhăn và mờ vết nám luôn đó thì bây giờ là video tới đây cũng dài rồi yeah. thôi hai chị em tạm thời chia tay các bạn ở đây giờ tối lắm rồi mến chúc tất cả các anh chị em cô chú có một ngày vui vẻ, an lành và hạnh phúc nha Nếu như mà thấy video này có hữu ích, hữu dụng thì chia sẻ dùm KG và nhớ bấm nút like ủng hộ kênh KG nha Thank Khoan. you for watching Trước khi chào thì để em đứng dậy coi nó có lơ lửng như Ồ oh, thấy chân nó nhẹ đó, thấy cái chân nó nó relax, nó đã hơn, đã hơn Nó nhẹ, nhẹ nhẹ nhàng hơn mà cái chân mình nó thoải mái hơn Ừ, ừ đã, đã đó hả? Nhưng mà cái lưng thì sao, đã hơn không? Cái lưng với cái mông thì nó êm hơn À, ừ, cái không? này mà em làm thêm một dạ. bốn ngày nữa tức là 5 ngày em sẽ thấy khác liền cái này em nghĩ nó work á ừ. nó, nó, nó 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 work queo well á yeah. ừ tại nó kích thấy thích cho kinh rồi đặt hai cái nha hai cái hai cái một cái chân một cái cho mông ok ừ. bạn nào mà gọi chậm quá mà mình về không kịp thì các bạn cho mình chút thời gian nha khi mà công ty ship về thì mình sẽ gửi uh, đến tận nhà cho các bạn nha cảm ơn các bạn nhiều lắm cảm ơn chị Katy đã giới thiệu một cái thiết bị máy rất là có hữu ích cho uh, cuộc sống hàng ngày và xin cảm ơn quý anh chị cô chú. Thank you for watching. Bye bye. See you next time. Phải công nhận gương mặt có sáng sủa hài hòa hay không thì cũng cần phải có một cặp chân mày đẹp hợp với gương mặt của mình. Chân mày cũng giúp mình tỏa sáng. Ngày trước mình đi xăm chân mày lỡ bị chỗ xanh và đỏ, đi sửa nhiều lần nhưng không được. May sao mình biết được em Kelly Lì Hà chuyên gia phun xăm thẩm mỹ thế là mình đến làm liền, làm xong vô cùng hài lòng. Theo Lì Hà là địa chỉ thẩm mỹ uy tín, chuyên nghiệp, chất lượng đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực làm đẹp luôn đón đầu các xu hướng thẩm mỹ hiện đại với kỹ thuật mới với các dịch vụ làm đẹp như phun môi phun đông mày phương mỹ sữa lông mày chỗ xanh chỗ đỏ với mục tiêu luôn hướng tới vẻ đẹp tự nhiên một cách hoàn hảo kelly hà mang đến cho khách với cam kết không đau không sưng không kích ứng và không chảy máu an toàn tuyệt đối màu mật tự nhiên bền đẹp theo thời gian không cần kiên khen đẹp ngay sau khi làm đặc biệt có giảm giá từ 50 cho tới 100 đô tùy từng dịch vụ đặt lịch ngay để nhận được ưu đãi và tận hưởng các dịch vụ tốt nha nếu mà được bạn nào có nhu cầu nhất là mùa lễ này nè mà mua một món quà ý nghĩa tặng cho ông bà cô chú hay là cha mẹ hay là vợ người yêu đó là cái tri thấy hắc nhân sâm mà cái tri đang uống nè các bạn ơi mỗi ngày cái tri uống một ly buổi sáng để cho nó giúp cơ thể của mình mình mà không uống là các bạn thấy người mình nó mệt mỏi lắm bây giờ mình uống xong thì mình cảm thấy mình có năng lượng để mình mình làm hơn nhất là những bạn mà làm neo làm tóc mà ham làm quá mà làm biến ăn á thì làm một ly như thế này nè các bạn pha sâm với là mật ong uống Xăm này rất là tốt nha các bạn mình đã thử qua và mình thí nghiệm cho các bạn mấy tháng nay rồi cho nên mình mới dám giới thiệu và mình mới tiệm về tiệm bán. Thì nếu như mà bạn ở Mỹ, tiệm có ship xuyên bang toàn nước Mỹ free ship nếu bạn mua minimum là 299 hiện tại đang có giảm giá một cái hũ xăm như thế này bình thường nếu mà bạn mua trên Amazon là 499 nhưng mà đang giảm giá ở tiệm tạp hóa 7 Bosa là 299 được free ship cái hộp này. Còn nếu mà bạn ở Canada, ở châu Úc, châu Á ở Việt Nam đi, bạn muốn ship thì cũng có ship luôn nha các bạn thì bạn gọi số phone khác dùm KT đó là ở tiệm vàng PJ Jewelry ở trong chợ Lucky Seafood đó bạn gọi vào thì người ta sẽ ship ra ngoài nước Mỹ các bạn có thể gọi vào là người ta sẽ ship cho các bạn cái giảm giá này rất là nhiều tại vì sau lễ này là công ty sẽ không còn giảm giá này nữa cho nên là nếu mà bạn thấy có nhu cầu mua cho cha mẹ đi cha mẹ mình đau nhất người lớn ta hay bị đau nhất xương khớp đau nhất và mệt mỏi và không thấy có năng lượng mình nên mua mình tặng cho cha mẹ ông bà cô chú và các bạn ơi, xăm cho trẻ em cũng về rồi nè các bạn ơi. Ờ, trong thành phần của xăm trẻ em là có nhung hương New Zealand, hồng xăm cô đặc 6 năm tuổi, có thịt gà, heo, thịt bò, tôm, cua hào, bào ngư, chai, sữa, cà chua, đậu nành, lúa mì. Công dụng là giúp phát triển trí não, giảm tăng căng thẳng và tăng khả năng tập trung cho trẻ em. Và giúp cho trẻ em hấp thụ canxi, tăng trưởng chiều cao, ngăn ngừa các bệnh về xương khớp. Và mình rất là thích đó là gì? Đó là tăng chiều cao đó các bạn ơi. Và ở trong đây cũng giúp cho trẻ em được tăng cường hệ miễn dịch và sức đề kháng, hạn chế tình trạng cảm cúm và cũng là sổ mũi ở trẻ em nữa, rồi cải thiện tình trạng biến ăn, tăng khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng cho bé và giúp cho bé ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa ngăn ngừa chứng khó tiêu, làm thanh lọc và giải độc gan cho bé. Thì thường á, giá gốc là 160 đô, nay giảm xuống còn 120 đô trong mùa lễ này nha các bạn. xăm này đang rất là rất là hot luôn á, cho nên là rất là nhiều cha mẹ mua cho con của mình, giúp cho các bé giảm căng thẳng và giúp cho phát triển trí não và hấp thụ canxi và nhất là tăng trưởng chiều cao các bạn cảm ơn các bạn nhiều lắm nha nếu mà được thì mua ủng hộ kt nha xin thông cảm cho kt là mình làm kinh doanh kênh của mình là chia sẻ nấu ăn chia sẻ đó ở đây tin tức giống như cuộc sống của anh ta và review nhà hàng nhưng mà mình cũng có kinh doanh cho nên là thông cảm cho Katy là đôi lúc Katy chia sẻ về và những món hàng mà đang giảm giá ở tiệm á thì thông cảm cho Katy nha nếu mà có nhu cầu thì mua ủng hộ Katy còn nếu không thì bỏ qua gì mà Katy đừng có la Katy nha thì mình kinh doanh cho nên là mình sẽ giới thiệu những gì mà mình đang buôn bán nha các bạn Cảm ơn các bạn nhiều lắm, mến chúc các bạn một ngày vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Tiệm trang sức Hi Jewelry nằm trên lầu 2 của Phước Lộc Thọ tại Bosa có những chương trình giảm giá cho tất cả các sản phẩm từ 50 tới 65%. Kim cương US1 1 carat giá thường là 900, nay giảm còn 450 đô. Kim cương chiếu lấp lánh y như kim cương thiên nhiên và có certificate như GIA kim cương. Những trang sức bạc Italy giảm 65%. Những vòng trầm hương 108 hạt loại thiên nhiên giá thường 900, nay giảm còn 300. Trầm hương được xem là tinh hoa mẹ thiên nhiên dành tặng cho nhân loại và còn là đại diện cho một tâm hồn hướng thiện ái và an yên giữa cuộc sống đầy thách thức thật không khó để thấy rằng đeo trầm hương 108 hạt có ý nghĩa vô cùng tích cực tác động đến đời sống con người Lại sắp đến mà không biết mua gì tặng cho cha nè cho mẹ cho vợ hay người yêu bạn có thể ghé tiệm pj Jewelry để tham khảo hiện tại tiệm có phi ship toàn nước mỹ nếu bạn ở gần khu bosa hãy ghé tiệm nằm trên phước lục thọ tầng 2 trên lầu nha hay gọi 714 726 -9911. cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kt trong những thời gian qua mến chúc tất cả các anh chị em cô chú có một ngày vui vẻ an lành và hạnh phúc nếu thích video này nhớ bấm nút like ủng hộ kênh kt nha thank you for watching bye bye see you next time